Xin chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Và trong video hôm nay, mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn về cách làm cây hoa mai giả treo trong ngày Tết rất là đẹp như thế này đây. Cây mai vàng là biểu tượng của mùa xuân Tết đến. Tại miền Nam thì người ta trưng cây mai, nhưng mà mình trưng cây mai thật thì nó chưa chắc nó trổ đúng dịp nha quý vị. Và mình làm cái mai giả, các bạn mua cái bịch hoa như thế này đây, và mình dùng cái cọng của nó, mình bẻ cong gập đôi lại một đoạn ngắn, sau đó mình đun cái keo nến đây, cái này là cái dụng cụ để đun keo nến. Sau đây mình chấm nước keo nến này và mình nhét vào trong cái cuốn hoa như vậy đó quý vị. Và đầu bên kia, đầu còn lại mình cũng tiếp tục uốn cong cái đoạn dây thép, cong một đoạn lại rồi mình chấm vào trong cái keo nến và mình nhét vào trong cái cuốn hoa. Sau đó là mình sẽ dùng dây thép để mình buộc vào trên cái cành cây mai mình đã chuẩn bị sẵn. Cành này là mình chặt từ cái cây xưa đó quý vị. Quý vị có thể, các bạn có thể tìm những cái cành cây nó đẹp một chút và mình bỏ vào trong cái chậu. Sau đó mình lắp cát vào, mình cố định bằng đinh nha quý vị. Đây là cái nến này quý vị, dùng để đun lên cho nó chảy. Có cái máy dùng để đun đây, hoặc là các bạn có thể dùng lửa và dùng một cái chén inox gì đó, cái lon bia cũng được. Quý vị dùng đèn cài để đun nó nóng này cũng được. Nhưng mình thì dùng cái máy này đây, có thể khả năng là bằng điện, chạy bằng điện rất là tiện lợi. Và mình mua cái bịch bông mai này 10.000 đồng một bịch, được 30 mấy bông thôi quý vị, 30 bông, 35 bông gì đó, 10.000. Và họ sẽ tặng cây mà trong đó có một cái đoạn dây thép như thế này đây, và mình sẽ chấm vào trong keo, nhét vào trong cái cuốn hai đầu như thế này. Quý vị nhớ bẻ cong lại một đoạn cho nó chắc, chứ quý vị để thẳng một cây là nó sẽ dễ rơi ra. Đó, dùng keo nhét vào hai đầu luôn nha quý vị. Đó, nhét vào như thế này rất là dễ. Và chúng ta làm hàng loạt như thế này, và sau đó sẽ đem buộc vào trong cái cành mai này, buộc vào như thế này đây. Các bạn muốn buộc nhiều thì tạo thành chùm, hoặc là thật từng theo cặp như thế này, bố trí như thế nào hợp lý là được. Cái cành mai này mình bỏ trong cái chậu và trồng cát lại. Cành này là cành cây xưa, nhiều cành mình ghép lại với nhau nha các bạn. Đó, mình sẽ gắn hoa xung quanh luôn, kín hết các cành. Và các bạn mua cái hoa mai giả này, nó được làm bằng vải nha các bạn. Và các bạn nhớ hỏi họ mua thêm ít lá, tại vì cái bịch đó thì nó có sẵn một ít lá, một ít nụ, nhưng mà rất là ít, vài cái. Mình muốn mua nhiều thì mình phải mua riêng lá riêng. Đây, cách cột buộc lại như thế này đây. Chúng ta dùng cái đoạn dây thép đó quấn quanh. Cái dây này là nó cũng kèm theo luôn nha quý vị. Và nếu quý vị làm mà ít quá không đủ thì chúng ta có thể mua loại dây thép nhỏ. Các bạn đến chỗ mà vật liệu xây dựng mua dây thép nhỏ, thép trắng mà nhỏ mịn á, giống như thép chỉ á, làm khoảng được. Chúng ta chỉ bấm từng đoạn ngắn ra. Như ở đây là buộc bóng hoa vào đây, thành một chùm bóng cái hoa đó quý vị. Nó giống với mai thật, nó cũng thường là một chùm. Đó, khi chúng ta kết rất là nhiều vào thì hoa sẽ dày đặc, cho một màu vàng rực luôn, rất là đẹp. Các bạn có thể để ở phòng khách, rồi sau đó các bạn đi mua các cái loại cầu đối, rồi các cái hình người ta bán
treo trang trí lên thì rất là bắt mắt, rất là đẹp luôn. Đâu quý vị, các bạn ở chân cái này trong phòng khách hoặc là để trước sân vẫn đẹp, nó vàng rực. Để các bạn cứ chấm gạo nếp rồi chúng ta nhét vào trong cái cuốn hoa có sẵn. Như thế này thì ai cũng làm được nha quý vị, rất là dễ. Chúng ta cắm hoa hai đầu của đoạn cái dây thép đó, chấm vào trong keo nấy này, sau đó nhét vào rất là chắc chắn, không có bị rớt. Chúng ta nên bẻ gập một đoạn đầu nha quý vị, cho nó nhét vào vừa. Các bạn cứ làm hàng loạt như thế này, rồi sau đó ở đây mà gắn lên trên các cái cành mai, những cái điểm mà các bạn cho là hợp đấy, chúng ta gắn nhiều thì cây sẽ rất là đẹp. Cứ như thế các bạn sẽ gắn hết vào trên các cành mai, tạo một màu vàng rực luôn quý vị. Các bạn cứ làm như vậy, làm hàng loạt rồi đem gắn lên, rồi các bạn xem, mình sẽ quay cái thành quả cho các bạn xem nha. Cứ làm rồi các mình gắn và trang trí thêm nữa, mình mua các cái liễn đối, các cái hình trang trí, những cái lồng đèn, những cái đồng xu rất là đẹp, mình sẽ gắn lên. Và các bạn sẽ xem mình quay cái giai đoạn mà hoàn thành nha. Xin mời các bạn chú ý theo dõi nha. Đây là sau khi mình làm hoàn thành đấy các bạn. Mua thêm lá về mình gắn này, gắn các hoa. Các bạn đi nhìn từ xa thì nó giống như cành mai thật luôn. Đây, có các liễn, có các câu đối, các hình trang trí, cũng có lồng đèn, có các đồng xu, đồng tiền. Đó, các bạn nhìn từ xa rất là đẹp. Rồi, thấy đẹp không các bạn? Cái này thì chân ngày Tết thì rất là ý nghĩa. Tự tay mình làm thì rất là vui. Và nhiều người thích tự tay làm luôn, chứ mình đi mua về mình chân nó không có hay bằng, đúng không quý vị? Đó, chúc các bạn là sẽ thành công nha, và sẽ có một mùa xuân, những ngày Tết thật là hạnh phúc, ấm áp, một năm vạn sự như ý, thịnh vượng, thành công, sức khỏe, an khang. Xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị và các bạn, vì năm mới cũng đã sắp về rồi. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn theo dõi video và nhớ bấm like video, cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình sẽ quay tổng quan cái cây mai sau khi hoàn thành cho các bạn xem từng chi tiết nha.